Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ năm, ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự án luật. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các công ty về công tác cổ phần hóa. Phóng sự gương điển hình sản xuất giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của người là sự kể tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện cô đồng trí tuệ, nhân cách của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Mỗi câu, mỗi chữ trong bản di chúc đều chứa đựng những suy nghĩ, chắc lọc sâu sắc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành cả cuộc đời cho nước, cho dân. Với tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, di chúc của người là tài sản vô giá của dân tộc. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thẳng lời di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 18 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và dự án luật công an nhân dân sửa đổi. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và dự án luật công an nhân dân sửa đổi là hai dự án luật đã được Quốc hội khóa 13 cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7. Theo đó, luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đã được Quốc hội khóa 10 thông qua năm 1999 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 4 năm 2000. Đến nay, sau hơn 14 năm thực hiện luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, cơ bản phù hợp, tạo cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ sĩ quan, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để cụ thể hóa hiến pháp năm 2013, đồng thời khắc phục những hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam sẽ sửa đổi 5 điều nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về phong thăng quân hàm cấp tướng. Cũng giống như luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, sau hơn 8 năm thực hiện, luật công an nhân dân cũng đã bộc lộ nhiều bất cập, quy định chưa đầy đủ cụ thể. Để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật phù hợp với hiến pháp hiện hành, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13 cũng đã cho ý kiến về dự án luật công an nhân dân sửa đổi. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đồng góp nhiều ý kiến bổ sung vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và dự án luật công an nhân dân sửa đổi, để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu tổng hợp trình tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 sắp tới. Cũng trong sáng nay ngày 18 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sông Quảng Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Quảng Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình về công tác cổ phần hóa doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Thực hiện công tác cổ phần hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sông Quảng Bình đã xác định được giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2013. Phê duyệt tỷ lệ phân vốn nhà nước, xây dựng phương án cổ phần hóa và mở tài khoản phong tỏa. Hiện nay, công ty đang thực hiện thuê công ty cổ phần chứng khoán quốc tế Hoàng Gia tư vấn cổ phần hóa và thực hiện một số công việc khác. Thực hiện công tác cổ phần hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Quảng Bình đã trình và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Quảng Bình thành công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình. Trên cơ sở phương án cổ phần đã được duyệt, công ty đã triển khai và hoàn thành một số công việc như mở tài khoản phong tỏa để thu tiền bán cổ phần, ký kết hợp đồng với tổ chức tư vấn trung gian bán cổ phần, vân vân. Cũng thực hiện cổ phần hóa đợt này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình đã tiến hành thành lập các ban, tổ thực hiện và giúp việc cổ phần hóa doanh nghiệp, thành lập hội đồng và tổ chức kiểm kê, phân loại tài sản, tổ chức đối chiếu, xác nhận và phân loại các khoản nợ. Hiện nay công ty đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp. Sáng nay ngày 18 tháng 9,
Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình đã có buổi họp đánh giá kết quả hoạt động và triển khai chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì buổi họp. Thời gian qua, chương trình phát triển thanh niên và quản lý nhà nước về thanh niên đã được các cấp ngành địa phương triển khai khá đồng bộ thông qua việc tổ chức thực hiện lồng ghép các nội dung của chương trình phát triển thanh niên theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị địa phương. Điển hình như Sở Nội vụ đã xây dựng kế hoạch thực hiện đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tham gia xây dựng nông thôn miền núi giai đoạn 2013-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay đã trình Bộ Nội vụ thẩm định 15 người dự kiến trúng tuyển. Triển khai thu hút đào tạo nhân tài năm 2014 theo quyết định số 17 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 27 thạc sĩ và 5 tiến sĩ trong độ tuổi thanh niên. Nghiên cứu khảo sát và tiến hành xây dựng đề án tuyển chọn không qua thi tuyển đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi xuất sắc theo thông báo số 666 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sở Lao động Thương binh và Xã hội triển khai các nội dung liên quan đến giải quyết việc làm, thị trường lao động và đề án đổi mới công tác tư vấn hướng nghiệp dạy nghề cho thanh niên. Những tháng đầu năm 2014, Quảng Bình có 11.200 thanh niên được tư vấn và giải quyết việc làm, tuyển sinh dạy nghề cho gần 1.280 thanh niên. Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình tổ chức trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của huyện Quảng Trạch. Nhân dịp đầu năm học mới, chi nhánh công ty bảo hiểm Prudential tại Quảng Bình và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao tặng 190 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Quảng Trạch với tổng trị giá hơn 35 triệu đồng. Đây là hoạt động nhân đạo thường xuyên của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential nhằm sẻ chia giúp đỡ những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đồng thời đồng viên các em học sinh nghèo chăm ngoan học giỏi. Để nâng cao chất lượng giáo dục cũng như tạo hứng thú cho học sinh trong việc học môn lịch sử, trường Trung học cơ sở Hải Đình, thành phố Đồng Hới đã đầu tư và đưa vào sử dụng phòng học dành riêng cho bộ môn lịch sử. Đây là phòng học dành riêng cho bộ môn lịch sử của trường Trung học cơ sở Hải Đình, thành phố Đồng Hới. Ngoài biểu đồ về cả giai đoạn lịch sử của dân tộc, phòng học còn có tủ trưng bày các hiện vật, sách, tranh ảnh như các hiện vật đồ đá, mũ cối, đèn dầu, bình đông, ca uống nước. Các hiện vật trên một phần là do các em học sinh trong trường trung tâm đóng góp. Những giờ học lịch sử sẽ không còn nhàm chán với những con số, sự kiện trên sách vở. Bởi qua các đồ dung, hiện vật, các em hình dung rõ nét hơn về lịch sử dân tộc và hiểu bài một cách sâu sắc hơn. Có thể nói, việc khai thác có hiệu quả các phòng học bộ môn, nâng cao kỹ năng thực hành, phát huy tính tích cực chủ động của học sinh là một trong nhiều giải pháp để trường Trung học cơ sở Hải Đình tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục, từ đó tìm ra phương pháp dạy và học hiệu quả nhất. Nói chuyện truyền thống góp phần giáo dục thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng được Hội Cựu chiến binh huyện Lệ Thủy đặc biệt chú trọng. Thông qua các hoạt động như tìm địa chỉ đỏ, hành quân về nguồn, giao lưu các thế hệ, cựu chiến binh cùng sinh hoạt chi đoàn, các buổi nói chuyện truyền thống đã mang lại những ý nghĩa vô cùng thiết thực. Trong 5 năm từ 2009 đến 2014, Hội đã tổ chức 245 buổi nói chuyện truyền thống cách mạng cho hơn 36.000 lượt người nghe. Thông qua đó, nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng cho tầng lớp thanh thiếu nhi, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ để đoàn viên thanh thiếu niên vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đến nay, Hội Cựu chiến binh huyện Lệ Thủy đã giáo dục 85 thanh niên yếu kém tiến bộ, phần đầu 17 cháu học sinh bỏ học trở lại trường, phối hợp giáo dục 9.900 thanh niên kết nạp vào đoàn, giúp đỡ gần 1.400 đoàn viên ưu tú kết nạp vào đảng. Gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp xin kính báo, để làm lễ dỗ đầu, vị đoàn khách viếng mộ đại tướng tạm dừng trong buổi sáng ngày 21 tháng 9 năm 2014. Từ 12 giờ cùng ngày, vị đoàn khách viếng sẽ tiếp tục thực hiện bình thường. Thay mặt gia đình, Võ Điển Biên. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Từ đầu năm đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo tăng trên 30% so với cùng kỳ. Phóng sự gương điển hình sản xuất giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số. 8 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo tăng khá. Đây là tín hiệu đáng mừng, là điều kiện để ngành hải quan Quảng Bình phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Theo thống kê của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo, trong 8 tháng đầu năm 2014, Chi cục đã làm thủ tục thông quan cho 47.000 lượt phương tiện xuất nhập khẩu, tăng 36%, thông quan cho 335.000 lượt người, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2013. Hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 1,3 triệu tấn, tăng 33%. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 960 triệu đô la Mỹ. Thu thuế đạt gần 160 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2013. Ngoài ra, Chi cục cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và xử lý trên 60 vụ vi phạm về hành vi vận chuyển trái phép các loại hàng hóa như gỗ, pháo, vũ khí và các chất ma túy qua biên giới.
trong đó thực hiện thành công chuyên án 521L và 614T bắt giữ vận chuyển ma túy tổng hợp. Vụ trồng sắn hôm nay, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch trồng được 300 ha. Nhờ làm tốt công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh nên diện tích sắn nổi trên phát triển tốt, với năng suất sản lượng ước tính ban đầu đạt khá. Cùng với việc chỉ đạo bà con tăng diện tích trồng sắn nguyên liệu, năm 2014, xã Tây Trạch đã đưa giống sắn có năng suất cao là K194 vào triển khai trồng đại trà. Đây là giống sắn có năng suất cao ổn định và cho nhiều bột. Năm nay, nhờ thời tiết tương đối thuận lợi, bà con nông dân tích cực chăm sóc theo đúng kỹ thuật nên cây sắn sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất đạt cao. Qua thăm đồng đánh giá, năng suất sắn của xã ước đạt 240 tạ một hecta. Hiện bà con nông dân đang đẩy nhanh thu hoạch sắn, nhất là ở những vùng trũng thấp, tránh bị ngập úng do mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình phát triển tốt. Từ phong trào này đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương nông dân vượt khó thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Trong đó có không ít tấm gương là đồng bào dân tộc thiểu số, đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng miền núi, vùng sâu vùng xa của tỉnh Quảng Bình. Xuất thân trong một gia đình làm nông nghiệp, nên ông Bàn Văn Sơn đã có kinh nghiệm trong việc trồng rừng và chăn nuôi. Những năm trước đây, thực hiện chủ trương của nhà nước về giao đất giao rừng, gia đình ông Sơn đã nhận gần 6 hecta rừng. Trong đó nhận khoản bảo vệ 1,3 hecta rừng khoanh nuôi của dự án Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Mỗi hecta rừng khoanh nuôi bảo vệ được dự án cấp 4,5 triệu đồng. Ông dùng số tiền này để đầu tư trồng rừng sản xuất gồm keo lai và rừng cây bản địa như tràm trắng và lim xanh. Trăn trở với việc thay đổi tập quán chăn nuôi thả sông trâu bò trong rừng và chăn nuôi giống bò địa phương, ông đã tìm mua giống bò lai sinh. Tăng trưởng nhanh để cải tạo đàn bò của gia đình và của bà con trong xã vùng biên Hòa Sơn. Ngoài trồng rừng và chăn nuôi gia súc, gia đình ông còn chăn nuôi vài trăm con gà, vịt và nuôi nhím. Mỗi năm, bình quân mô hình này mang lại cho gia đình ông Sơn thu nhập từ 120 đến 150 triệu đồng. Kế hoạch sắp tới của tôi á, thì thứ nhất là về cái chăn nuôi á, là tôi chuyển đổi hóa cái đàn bò, cái bò bò cỏ của nhà á, là chuyển đổi sang là cái bò lai sinh để cho cái chất lượng cái con này hẳn lên. Cái thứ hai nữa là tăng cường là không được là thả là rong trâu bò nữa, mà đưa về nhốt, và tôi tăng cường là trồng cỏ AV06 để tôi là đưa tổng đàn lên. Và về là cái trồng rừng thì dự kiến của tôi là tôi trồng là toàn cái bản địa hết. Là tấm gương về sự năng động, dám nghĩ dám làm, nhiều năm liền mô hình của gia đình ông Sơn được công nhận là mô hình sản xuất tiêu biểu của huyện, của tỉnh. Cùng với gia đình ông Bàn Văn Sơn, trong lĩnh vực phát triển kinh tế gia đình của đồng bào dân tộc thiểu số ở Minh Hóa, còn nhiều tấm gương tiêu biểu khác. Đó là gia đình ông Cao Duy Ư, Hồ Pheo, với mô hình trồng rừng, chăn nuôi gia súc. Của ông Bàn Văn Sơn là trong những năm qua đã tích cực vừa trồng cây rồi vừa phát triển bằng chăn nuôi, được là đã đem lại hiệu quả rất cao, làm cho mọi hộ dân tộc khác trong là xã là tìm tôi đến để vừa học hỏi vừa trao đổi kinh nghiệm để tự bản thân mình vươn lên. Thì trong những năm vừa qua được nhà nước hỗ trợ về cái chế độ chính sách đối với người dân tộc, lấy cái điển hình từ hộ ông Bàn Văn Sơn mà các hộ dân tộc khác trong xã trong những năm qua đã nhân rộng ra rất nhiều hộ. Thời điểm này là có những hộ là hộ giàu trong xã, là những cái điển hình tốt, đa số là bà con dân tộc. Cùng với sự nỗ lực vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương, ông Sơn luôn truyền đạt lại kiến thức và kinh nghiệm mà mình tích lũy được cho bà con nông dân xung quanh, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số hiểu và ứng dụng, góp phần thay đổi tập quán canh tác, giảm bớt chi phí đầu tư, tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, ông Bàn Văn Sơn còn tích cực đóng góp sức lực cho các hoạt động xã hội, an ninh trật tự của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi công tác xóa đói giảm nghèo, đưa Minh Hóa ngày càng phát triển. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều nay ngày 18 tháng 9, khu vực miền núi mây thay đổi, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 25 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 26 đến 32 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, trời nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ và dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 27 đến 33 độ. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.